bát chè tình nghĩa. Dì Tư, trưa nay lại cho con 20 cốc nhé. Một nửa đậu xanh, một nửa chè sen hả? Quá chuẩn ạ. Dì nhớ hộ con một cốc chè sen thêm dừa nhé. Cốc giám đốc đấy ạ. Nhớ rồi, quên thế nào được. Trưa dì mang lên cho. Này ba, chỗ cơ quan công sở không được bán hàng quán gì đâu nhé. Tí bà dọn sang chỗ khác đi. Bác mới đến làm đúng không ạ? Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi. Thì ra là vậy. Dì Tư đây là trường hợp đặc biệt, được giám đốc đặt cách ngồi ở đây chuyên bán chè cho anh em công ty. Có gì bác nhớ giúp đỡ gì nhé. À, ra thế. Tôi không biết, thật ngại quá. Con lên đây, dì nhớ nha. Anh Tiến, sao tự nhiên lại sinh ra quẹt thẻ qua cửa làm gì? Bất tiện lắm. Để thắt chặt an ninh. Với cả các cậu cứ hàng quán giữa giờ cơ, mất năng suất làm việc lắm. À, anh quân sư cho sếp vụ này đúng không? Nắng nóng thế này, không giải khát, không làm việc hiệu quả được đâu. Giải khát đã có dì Tư mang chè lên tận nơi rồi còn gì. Thôi, vào phòng hành chính nhận thẻ đi. Đáng ghét. Bà Tư vẫn chưa nghỉ hả? Trưa rồi. Nắng mỏi quá, chả buồn ăn ông à. Ông ăn cốc chè cho mát nhé. Cho tôi một cốc đậu xanh, xem chè hảo hạng thế nào mà các cô cậu ấy ngày nào cũng ý ới đặt. Các cô các cậu ấy thương nên ăn hộ cho ấy mà. Ngon đấy. Hè mà có chè mang tận nơi thì đúng là ăn thay cơm cũng được. Ông cứ ăn thông thả, ngó hộ tôi quán một lát nhé. Tôi mang chè lên công ty. Bà gọi mấy cậu ấy xuống mà lấy. Thanh niên mà lười, để bà già một ngày lên xuống mấy lần. Các cậu ấy bận làm chứ tôi đâu có bận gì đâu. Mấy đứa nó cũng vui tính, tình cảm, nên tôi quý lắm. Thôi tôi đi nha. Sao thế nhỉ? Bà Tư, quên không bảo bà. Sao thế ạ? Từ giờ qua cửa phải quẹt thẻ từ. Chỉ nhân viên công ty mới có thôi. Để tôi quẹt cho. Thôi, vậy làm phiền ông mang lên phòng kinh doanh hộ tôi. Tôi vào e không tiện nữa. Thế cũng được, bà cứ đưa tôi. Xin mời vào. Dì Tư, có còn chè không? Còn chú à, chú vào đây. Cho cháu cốc chè sen, thêm dừa gì nhé. Của chú đây, mùa hè ăn chè này là ngon nhất chú à. Cái chú giám đốc công ty này á cũng thích ăn chè sen dừa lắm. Dì quen cả giám đốc công ty cơ à? Oai quá, đâu có. Tôi bán ở đây lâu rồi. Các cô cậu trong công ty ngày nào cũng gọi, nên ai thích thêm bớt cái gì á tôi nhớ hết. Tụi nó qua ăn chè, có khi thì ngồi tâm sự đủ chuyện, còn dạy tôi tiếng Anh, bảo là phòng khi gặp khách Tây nữa, vui lắm. Ngày xưa mình không được học hành đầy đủ, giờ nhìn thấy mấy đứa thông minh, giỏi giang, lại tình cảm, thấy quý như con cháu ấy. Vậy mà sắp phải chuyển đi rồi. Sao thế dì? Chè ngon thế này, lo gì hết khách mà dì phải chuyển? Nào tôi có muốn đâu. Trước tôi hay mang chè lên từng phòng, giờ công ty mới phát cái thẻ gì đó chú ơi. Không có là không qua cửa được. Tụi nó mãi làm, rồi ngại nắng không ra ngoài. Tôi thì không mang lên tận nơi được nữa rồi. Nhờ ông bảo vệ mãi cũng ngại, nên đành đi chỗ khác chú à. Không thì ế quá. Dì còn mấy cốc bán nó cho con rồi dọn sớm đi. Nắng thế này cảm thì khổ. Mấy cái hè rồi có thấy cảm lần nào đâu. Chờ tí tôi lấy cho nha. Dì Tư, sao dì biết con đang tìm gì? Mang chè lên đãi anh em bữa chia tay hộ dì nhé. Hết hôm nay dì chuyển quán ra chợ rồi. Cũng nhớ tụi bay lắm. Nhưng mà dì đi á thì ai bán chè cho tụi con ăn đây? Đây, thẻ ra vào của dì nè, đích thân giám đốc cấp đấy nhé. Giám đốc à? Sao mọi người làm vậy? Dì ngại lắm. Dì Tư đeo thẻ trong oai ra phết. Quẹt thẻ đi dì. Xin mời vào.
mới có mấy hôm không vào mà cảm giác cứ như lần đầu ấy nhỉ. Thì hôm nay là ngày đầu tiên chị trở thành nhân viên chính thức còn gì nữa. Ông chài bắt cá. Hôm nay thế nào hả ông? Được ít tép nhỏ thôi, không ăn thua. Mai tôi sẽ đi xa một chút lên thượng nguồn, trên đó nhiều cá hơn. Phải đấy, mùa này trên đó đang nhiều cá lăng vàng. Cá ấy dạo này được giá gấp 3 năm ngoái. Lại có thương lái mua tận nơi, tôi cũng nghe nói vậy. Làm một chuyến nặng thuyền là có đủ tiền sửa lại cái nhà dột của mình rồi. Vậy thì ông cố gắng nhé. Sao không có con cá lăn nào? Mấy con cá dầm xanh này chả đáng bao nhiêu. Tranh thủ quăng lại lưới bắt cá lăn mới được. Hôm nay sao thế nhỉ? Cái mình mong đợi thì chẳng vào. Mấy con cá dầm rẽ thối ra lại cứ đâm đầu vào lưới. Ông ơi, nay chài thế nào? Cá lăn vàng đâu chẳng thấy, toàn cá dầm xanh mà chỉ còn mấy con. Ôi, sao được ít thế? Mà không sao, cá dầm xanh còn quý hơn cả cá lăn. Giờ khách thành phố sành ăn, người ta đặt nhiều lắm. Hả? Tôi tưởng cá dầm xanh vẫn rẻ bèo như xưa, nên chán chả buồn lấy. Ông, thật là, suốt ngày ở trên thuyền có biết cái gì đâu. Ông nhớ kỹ đây, ngày mai, nhất định cá lăn vàng hay cá dầm xanh đều lấy hết. Tôi biết rồi. Cá lăn vàng, cá dầm xanh, cá gì cũng lấy. Gỡ mấy con tôm ranh này mất thời gian quá. Thôi, phải tranh thủ kiếm ít cá. Lạ thật, hôm qua thì lắm cá dầm thế, vậy mà hôm nay đã không còn con nào. Đúng là trời không đãi mình. Trời ơi, ông chưa bao giờ về tay trắng, sao lần này có vài con tôm thế này? Tôm với tép thì thiếu gì, tôi mà lấy thì khối. Tôi là tôi muốn đợi mẻ cá dầm xanh cơ. Có lẽ dạo này trên thượng nguồn nhiều người đánh bắt quá, nên dưới chỗ tôi chẳng có con nào. Rõ là lẩn thẩn. Biết thế tôi chẳng dặn dò gì cho xong. Làm gì cũng phải tùy cơ chứ. Không có cá lăn thì lấy cá dầm, không bắt được cá dầm thì bắt tôm, bắt tép, chứ ai lại thế này. Không sửa được căn nhà thì trước hết cũng phải lo cho miếng cơm manh áo đã chứ. Thì chài lưới mấy chục năm, xưa nay được gì tôi lấy nấy. Nhưng bỗng dưng chẳng hiểu sao lại kỳ vọng quá nhiều, thành ra lú lẫn mà bỏ qua hết cơ hội khác. Thôi, tôi hứa với bà, ngày mai có cá tôm gì tôi cũng lấy tất. Người ta bảo rồi, đừng có ảo tưởng quá nhiều. Cơ hội có khi chỉ đến một lần thôi. Chú bé người gỗ và búp bê bằng đất. Bài kiểm tra văn hôm nay cậu được mấy điểm? Ai chẳng biết cậu được điểm 10. Cậu cũng biết mình được điểm 10 cơ à? Cậu phải cố gắng nhiều vào, điểm lại dưới trung bình chứ gì. Này, cậu cứ phải hỏi người khác như thế mới được à? Cậu giỏi môn này, nhưng môn khác chắc gì cậu đã giỏi. Cậu nói xem, môn gì mình kém nào? Văn, toán, tiếng Anh, mình đều hơn điểm cậu đấy. Phải, mình học kém thì đã sao? Liên quan gì đến cậu? Cậu thôi ngay cái trò đắc ý và cười nhạo người khác đi. Để xem, cậu giỏi hơn mình môn nào? Mẹ ơi, hôm nay con lại được điểm 10 môn văn đấy. Con gái mẹ giỏi quá. Văn, toán, tiếng Anh, môn nào con cũng đứng đầu lớp. Ôi, thế thì mẹ phải thưởng cho con mới được. Con thích gì nào? Con thích chiếc cặp sách giống của bạn Hà.
Thế bạn ấy mua ở đâu? Chiếc cặp ấy là cô giáo tặng cho. Con bảo con cái gì cũng đứng đầu lớp, sao bạn ấy lại được tặng cặp sách mà con lại không? Ui dào, là do tháng trước nó tham gia thi vẽ tranh ở trường và đạt giải nhất nên cô giáo tặng. Chứ còn học thì nó kém con xa, còn ghét nó. Sao con lại ghét bạn? Bạn vẽ đẹp được tặng quà là đúng rồi. Vẽ tranh thì có gì hay ho chứ, học giỏi mới đáng được khen. Nó chẳng học được môn gì ngoài mỹ thuật. Mỗi lần cô giáo trả bài kiểm tra, con đều mang ra treo nó cho bỏ tức. Con nói thế là không được. Con có biết chuyện búp bê gỗ và búp bê đất không? Chuyện thế nào cơ ạ? Thế này nhé. Ngày xưa ngày xưa, ở một tiệm nọ có rất nhiều đồ chơi. Trong đó có một chú bé bằng gỗ và một cô bé bằng đất. Hằng ngày, khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, chú bé bằng gỗ và cô bé bằng đất đều có thể cử động như người. Ôi, đồ chơi mà biết cử động như người sao hả mẹ? Chú bé bằng gỗ bèn rủ cô bé bằng đất ra ngoài chơi. Đến một hồ nước nhỏ, chúng dừng lại trò chuyện. Trời nóng quá, chúng ta nhảy xuống hồ bơi đi. Không, em không bơi đâu. Em làm bằng đất, chỉ chạm vào nước một lúc là sẽ mềm và tan ra ngay. Anh quên mất là em làm bằng đất. Đất chẳng làm được gì, đụng vào là vỡ, gặp nước là tan. Tội nghiệp em quá. Cứ phải nhanh đây, kiểu gì cũng chẳng lo. Vậy anh xuống bơi một mình nhé. Dưới này mát lắm, xuống đây em ơi. Chuyện hay quá, mẹ kể tiếp đi. Sau khi chờ chú bé bằng gỗ bơi xong, cả hai lại tiếp tục đi chơi. Đến một cánh rừng rộng lớn. Nửa đêm, sao lại có ánh sáng từ đâu phát ra thế nhỉ? Lửa, đằng kia có lửa anh ơi. Đêm khuya sương xuống, trời bắt đầu lạnh rồi. Chúng ta mau ra đó sưởi ấm đi. Chúng ta nhảy vào lửa cho ấm, tay anh lạnh quá. Không, anh bằng gỗ, nhảy vào lửa thì có mà thành than à. Anh vừa bảo, gỗ thì kiểu gì cũng chẳng sợ cơ mà. Thì ra lúc này anh cũng sợ đấy chứ. Anh phải biết, ai cũng có sở trường. Sở trường của anh là nước, còn sở trường của em là lửa. Biết vậy, lần sau anh đừng cười nhạo em nữa nhé. Anh xin lỗi. Con có thấy mình giống chú bé bằng gỗ không? Con... Mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Con không nên cười nhạo người khác nếu như con hơn họ về một lĩnh vực. Con gái ạ, con có sở trường là học giỏi các môn văn hóa. Sau này, con sẽ làm những ngành nghề liên quan đến kiến thức con học được. Còn bạn Hà, sở trường của bạn ấy là vẽ. Sau này, bạn ấy sẽ làm về nghệ thuật, có khi trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng hay một họa sĩ tài ba ấy chứ. Con không được cười nhạo và coi thường bạn ấy. Ai cũng có lĩnh vực riêng của mình, con hiểu không? Con hiểu rồi. Mai con sẽ xin lỗi bạn ấy, và từ nay chúng con sẽ cùng cố gắng. Con gái mẹ phải ngoan thế chứ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.